lễ dân bà có bắt bún riêu cua vùng biển. Thưa vâng, việc này xin nhờ cao lão phụ tư đề nghề dân làm về ngày nay ạ. Có lão đây, có lão đây. Đồng quá, giai thoại không có chỗ nào xưa thực hư hóa đồng rồi. Lão xin kể câu chuyện tâm linh mầu nhiệm thế này. Có một hôm phiến đá thiên ngược nước trôi về, cao lão chàng An Biên đoán ngay là nữ tướng ứng linh trở về trang ấp cũ ngày xưa. Chài tráng liền quàng dây khiêng phiến đá thiêng đến nơi gò cao ấy thì không sao khiêng được nữa. Lúc ấy buổi chợ vừa tan, chỉ còn hàng bún tràn với rượu cua dân cúng thành tâm. Rồi dân làng đã xây lên An Biên cổ miếu, sau này dựng đền nghè tên cũng vẫn còn ghi. Cảm ơn cao lão, chúng tôi đã hiểu sản vật truyền đời còn có bánh đa làng vẻm thơm ngon. Lại nói về bánh đa cổ truyền gần xa nước tiến, đã góp phần trong trận chiến chống giặc Nguyên. Trận Bạch Đằng kéo dài cả ngày quyết liệt trên sông, bánh đa nướng thay cơm ăn nhanh mà đánh giặc. Không biết từ bao giờ mà bánh đa làng vẻm tràn nước diêu cu là đặc sản quê mình. Bánh đa cua, đúng rồi, bánh đa cua đặc sản Hải Phòng vì thơm ngon đặc biệt. Vâng, món bánh đa cua cho thêm rau rút lại càng thơm ngon đậm chất vùng miền. Đã gần 2.000 năm lịch sử hào hùng An Biên xưa cho đến Hải Phòng hiện đại, nguyên khí Giang Sơn danh thơm để lại cho hôm nay, cho mãi mãi muôn đời.
gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên, là những ngôi trường có bề dày thành tích trên 100 năm xây dựng và phát triển, là công trình tinh tuệ của cả chính quyền và nhân dân địa phương, như trường Quan Lang, Bình Chuẩn, nay là trường. Em Nhi ăn nhiều nhất à? Nè. Xin miếng. Đã, ở nhà đi lễ hội lễ chân. Đây. Đấy. Có
mua đấy, bà đâu? Bà đang quay ở đâu? Bà lượn trong này. Bà lượn lờ đi quay rồi. Xin cái chụp cái nào? Cái em mặc cái kiểu